Kính thưa quý khán giả của VNTV, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị để chia sẻ về những thời sự liên quan tới thế giới và Việt Nam. Thưa quý khán giả, thưa anh Giao, hôm nay hân hạnh anh lại trở lại đây. Thì việc đầu tiên, như anh biết là hiện tại ở Hồng Kông đang có những biến cố, sinh viên, học sinh xuống đường. Vậy xin anh có thể cho khán giả của đài VNTV biết cái sự kiện đang xảy ra như thế nào? Dạ vâng. Chắc chắn chúng ta ai mà có dịp mà mở cái đài TV lên vào cái đài CNN đó, thì sẽ thấy những cái hình ảnh đường phố của bên Hồng Kông ngập tràn những sinh viên. Người ta ước tính ít nhất cũng phải 200.000 sinh viên. Mà ngoài sinh viên nó còn những cái thành phần khác, thành phần giáo sư, thành phần thợ thuyền, họ cũng tiếp tay và gia nhập với sinh viên để mà tỏ ý kiến của họ về một cái chuyện rất là quan trọng. Thì cái chuyện tóm tắt nó như thế này này anh Điện, tức là từ khi mà Anh Quốc trao trả lại cái thành phố Hồng Kông cho Trung Quốc, vâng, theo một cái thỏa ước từ lâu rồi, tức là 99 năm. Vâng. 99 năm. Thì cái hồi đó là tất cả những nước Âu Mỹ đó chiếm đóng và chia nước Tàu ra nhiều những mảnh. Thì nước Anh quản trị cái Hồng Kông đó tới 99 năm. Thì theo cái thỏa ước đó đó là đến năm 1997. Thì nước Anh sẽ trao trả lại một cách nghĩa là êm thấm, không có gây bất ổn gì hết, chứ đừng nói chuyện đổ máu, mà là orderly. Lại cho chính quyền của Bắc Kinh. Và chính quyền Anh đã làm chuyện đó đúng như họ đã ký. Thì khi mà trao cái Hồng Kông cho những người cầm quyền ở Bắc Kinh á, hai bên, tức là giữa Anh với lại Trung Hoa, có một cái văn bản đồng ý với nhau, nó gọi là Basic Law, để quyết định tương lai quản trị của Hồng Kông sẽ như thế nào, về phương diện chính trị, về phương diện kinh tế, về phương diện di dân, vân vân, tức là tất cả mọi thứ. Khác nhau là chỉ có nghĩa là người tạm gọi là ông thống đốc đi, cái quyền thống đốc của cái nước, cái thành phố Hồng Kông đó từ người Anh trở lại cho Bắc Kinh. Thế thì theo cái thỏa ước đó đó, tức là gọi là handover đó, trao lại đó, nó có một cái điều khoản là trong 20 năm đầu đó, thì cái người tạm gọi là cho dễ chứ tiếng Anh nó dùng những chữ mà mình khó mất công dịch với cắt nghĩa, tạm gọi là thống đốc đi. Cái người thống đốc cho thành phố Hồng Kông sau từ năm 1997, 20 năm đầu đó, là sẽ được bầu bởi một cái hội đồng 1.200 người. Chứ không phải dân chúng. Mà dân chúng của Hồng Kông tổng số là 7 triệu người rồi. Trong đó có 5 triệu người đến cái tuổi đi bầu. Thì cái ông thống đốc đó bây giờ là đến ông số 2 rồi. Ông số 1 đã mười mấy năm trước rồi. Bây giờ cũng gần tới 20 năm rồi. Tức là 3 năm nữa. Tức là 17 2 năm. 2 năm nữa. 2 năm. Không, bây giờ 17. 4. Bây giờ 2014. Tức là 3 năm nữa. Hơn 2 năm nữa. Vâng. Thì ông này là ông số 2 rồi, ông thống đốc số 2 rồi, cũng theo đúng cái bài bản như vậy. Thế thì mấy ngày vừa qua đó, ông thống đốc này mới hé mở cho dân chúng Hồng Kông biết đó, là khi cuộc bầu cử 2017 diễn ra đó, họ sẽ không có tính cái chuyện cho 5 triệu dân Hồng Kông mà đến tuổi đi bầu, trực tiếp bầu cái người thống đốc đó, mà vẫn cứ qua cái thủ tục như 20 năm đầu, trao trả lại. Tức là vẫn cái ủy ban 1.200 người kia, mà 1.200 người kia là đa số là những người Bắc Kinh, tức là thân Bắc Kinh chọn. Chưa kể là họ còn giới trong cái luật mới mà họ tính ban hành ấy, là trong cái bầu cử 2017 ấy, chỉ có 3 ứng cử viên thôi. Tất nhiên là 3 ứng cử viên đó do cái hội đồng 1.200 người, tức là một cách gián tiếp đó, do Bắc Kinh chọn. Thì người dân Hồng Kông, nhất là giới trẻ đó, mà trong cái cuộc biểu tình này đó, người ta quan sát thấy đa số là sinh viên tuổi 20, trên dưới 20 thôi, đa số. Và phỏng vấn họ thì nghĩa là thấy họ trả lời, lời ăn, tiếng nói, nội dung đó,
họ biết theo nói kiểu Mỹ, they know exactly what they want và sẵn sàng tối đa đạt được cái đó. Thì cái đòi hỏi sau cùng của họ đó là đến ngày mai mùng 1 tháng 10 cái ông thống đốc đó phải từ chức, bởi vì dưới mắt họ đó, ông thống đốc này là một cái người thi hành những cái mà Bắc Kinh muốn và không có ý định cho người dân Hồng Kông được cái hoàn toàn dân chủ trong cái chuyện bầu cử. Đó. Thế thì tóm lại là thế này, hiện tại là Bắc Kinh nuốt lời hứa là để cho dân Hồng Kông được tự chọn lấy cái cơ quan, cái người lãnh đạo của cái vùng của mình. Đó. Mà thay vào đó là Bắc Kinh chọn người 2-3 ứng cử rồi người dân chỉ bầu chọn theo 2-3 cái ứng cử đó mà thôi. Vâng. Có đúng như vậy không? Vâng, vâng. Vâng. Ngoài ra nó còn rõ ràng hơn nữa. Vâng. Tức là họ cứ muốn tiếp tục cái sau 20 năm trong cái thỏa thuận của họ với chính quyền Anh Quốc. Vâng. Hả? Tức là họ bảo là không việc gì phải thay đổi, sau 20 năm cứ tiếp tục cái kiểu kia. Vâng. Vâng. Để họ muốn cái người thống đốc đó là người của họ. Người của Hồng, người của Bắc và, Kinh. Và vâng, sinh viên Hồng Kông nhìn thấy rõ cái điều vâng đó. Vâng. Và họ lăn xả xuống đường. Vậy thế thì trong cái cuộc tổ chức mà vận động mà có quy tụ được cả 100,000 như vậy đó, thì có nói hơn tới nhiều trăm vâng, ngàn ấy. Có nói tới một em sinh, một em học sinh hay sinh viên 17 tuổi tên là Joshua Wang. Vâng. Chính em là cái người mà 2 năm trước đây cũng đã có làm một cái công việc. Thế thì bây giờ tác động của em đó và nổi lên như là một cái người anh hùng trẻ tuổi như vậy, thì anh cho biết thêm về cái chi tiết này. Tôi có nhìn thấy hình ảnh anh đó ở trên internet á. Vâng. Hả? Thì cũng đơn giản thôi, tức là anh này đó, anh ấy đã được nếm mùi dân chủ và tự do khi mà cái nước Anh quản trị Hồng Kông. Tôi nghĩ không đúng anh, là vì thế này, anh này là năm nay mới 17 tuổi. Đúng là cái năm, đúng là cái năm mà trao trả. Thành ra anh này không hề có được nếm một tí mùi dân chủ nào ở trong cái thời quản trị của anh cả. Thế thì phải xin thú với anh Điện là tôi cũng không có tìm hiểu rõ ràng về cái về 17 anh tuổi. Tôi có nhìn thấy mặt. Vâng, 17 tuổi thôi. Vâng. Đó là một cái điểm lạ, là vì bây giờ thế này này. Hiện tại bây giờ đó, gần như là anh ta là một cái biểu tượng của cái cuộc đấu tranh cho giới trẻ, mà anh ta rất là đơn sơ. Nhưng mà lại có một chẳng, cái chẳng có thuộc đảng phái nào, chẳng, hay là chẳng có thế lực nào mà bên ấy, thế mà anh ta huy động và tiếng nói của anh ta được hàng vạn giới trẻ ủng hộ và nghe theo cái đòi hỏi đó mới là lạ. Thì không phải là một người đã từng hưởng cái tự do dân chủ trong cái thời anh cai trị, mà là anh ta sinh ra sau, tức là sinh ra đúng cái năm cách đây 17 năm, với năm nay đúng 17 tuổi thôi. Đó là một điều lạ. Bây giờ thưa anh, cái trở lại cái vấn đề này, thì anh biết rằng là Hồng Kông đang tranh đấu đòi dân chủ, và nó đã tạo một cái tác động về tâm lý cho cả thế giới. Bây giờ cả thế giới đang chú ý theo dõi như vậy. Thì riêng anh có cái so sánh nào đối với cái hoàn cảnh của Việt Nam sau 40 năm dưới chế độ cộng sản, mà trước năm 1975 anh là sinh viên, anh là học sinh, anh xuống đường biểu tình khi mà anh muốn đòi hỏi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Thế bây giờ tại sao mà không ở Việt Nam không có được những cái chuyện như Hồng Kông, thưa anh Nhanh Giao? Vâng, thưa anh, rất nhiều người Việt Nam, trong đó có tôi nữa, khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh mà sinh viên Hồng Kông xuống đường hàng mấy trăm ngàn người ở đường phố Hồng Kông, thì tôi cũng rất là nức lòng. Và tất nhiên mình không thể nào tránh được nghĩ về cái hoàn cảnh Việt Nam mình bây giờ. Thì nhiều người cứ bảo là tôi ước mong thấy cái cảnh này xảy ra ở Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Đây là mấy người bạn thân với tôi. Thì tôi có dội một gáo nước, một xô nước lạnh vào những người như thế. Tôi bảo không ai cấm mình mong ước, mơ ước, nhưng mà đừng quên những cái điểm chính sau đây. Thứ nhất á, cái cuộc xuống đường của sinh viên ở Hồng Kông này đó được trực tiếp truyền thanh truyền hình bởi những cái đài truyền thông quốc tế như là CNN.
Những cái gì xảy ra trên đường phố Hồng Kông chúng ta đều được nhìn thấy ngay ở San Diego này, California. Và tôi nghĩ rằng Bắc Kinh không dám cắt cái truyền thông đó. Lý do là tại sao? Là bởi vì là Hồng Kông đó, đứng về phương diện kinh tế đó, nó là con gà đẻ trứng vàng cho Bắc Kinh. Con gà đẻ trứng vàng không phải vì chỉ có 7 triệu dân, 5 triệu dân đi làm, tức là được quyền bầu cử, tức là cũng vào khoảng 5 triệu dân productive, sản xuất, thợ thuyền đó. Cái tổng sản lượng của Hồng Kông nó cũng chưa tới, sấp xỉ thấp hơn của Việt Nam nữa. Chỉ có 7 triệu người thôi mà so với Việt Nam mình gần 90 triệu mà. Và lợi tức quân bình đầu người đó, nó có 33.000 Mỹ Kim mà, tức là không có cao. Nhưng mà đừng quên rằng Hồng Kông đó, nó tiếng Mỹ nó gọi đó, là một cái financial hub, tức là một cái trụ về tài chính, trao đổi những cái như là thí dụ như Trung Cộng muốn nhập cảng dầu hỏa chẳng hạn, thì cũng thường thường cũng phải qua những cái financial hub như Hồng Kông để mà tính cái chuyện mở escrow với lại tiền trả, tiền mua, giá bán. Thì cái kinh tế, cái sức mạnh kinh tế của Hồng Kông trong cái chuyện mà tôi nói là con gà đẻ trứng vàng đó, nó hơn cái mà tổng sản lượng cái gì, mà nó là cái số tiền tích tụ và trao đổi, trao tay nhau ở Hồng Kông. Số tiền nó rất lớn. Cứ tưởng tượng so sánh như thế này thì mới thấy nó quan trọng như thế nào. Ai cũng biết là mình có chương mục của nhà băng cái gì. Nhưng mà một cái nhà băng ở San Diego này nó đâu thể nào so được một cái nhà băng ở Switzerland. Đúng không? Và nhà băng Switzerland đó, nó được quyền cho thân chủ mở những cái gọi là number account. Tôi không cần biết tên anh là gì. Một tỷ Mỹ Kim anh muốn deposit vào đây đó. Từ đâu tới. Tôi cho anh deposit, tôi giữ tiền đó cho anh. Và chừng nào anh muốn rút ra, anh chỉ cần nói đúng cái con số đó thôi. Tóm lại là Hồng Kông đó là mà là một cái Asian Financial Hub. Đó là một cái trung tâm tài chính. Rồi cái lý do thứ ba, một cái điểm nữa mà sinh viên Việt Nam không có, sinh viên Hồng Kông có, tức là cái bản Basic Law đó. Bởi vì sinh viên Hồng Kông biết rằng là, mà cái đó nó cũng tương đương như là cái hiến pháp của Hồng Kông đó, đã được viết xuống và đồng ý bởi chủ mới là Bắc Kinh và chủ cũ là chính phủ Anh Quốc. Thì trong đó, đó cái Basic Law nó quy định là One Country Two System, một nước và hai hệ thống, và Hồng Kông phải được tiếp tục nhất là sau 20 năm đầu mà cái ông thống đốc đó là do người Bắc Kinh chọn, sau 20 năm nó phải hoàn toàn tự do và không có bị kềm chế áp đặt bởi Bắc Kinh. Vì thời gian có hạn, tôi xin hỏi một câu nữa theo nhận định của anh. Liệu với cái khí thế của sinh viên biểu tình như vậy có thể có một cái biến động giống như Thiên An Môn năm 1989 không? Theo anh nghĩ. Ý kiến cá nhân của tôi thì không. Bắc Kinh không dám làm chuyện đó. Bởi vì Bắc Kinh mặc dù họ là một cái thứ độc tài và sắt máu, nhưng mà cái Thiên An Môn, cái kiểu mà hình ảnh một cái xe tăng của Bắc Kinh mang xuống Hồng Kông, tôi nghĩ họ không ngu dại đến cái độ đó. Thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, vấn đề Hồng Kông xin quý vị tiếp tục theo dõi và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những cái tin tức mới nhất. Đây là một cái đề tài mà có đang tác động tới giới trẻ ở khắp nơi và đặc biệt đối với Việt Nam chúng ta. Hy vọng rằng những cái hình ảnh biểu tình ở Hồng Kông sẽ làm cho giới trẻ Việt Nam suy nghĩ lại, bởi vì dưới chế độ cộng sản thì giới trẻ ở Việt Nam đã bị gọi là kiểm soát, bị kềm kẹp và không được có cái cơ hội phát triển như ở các nước khác. Do đó đây cũng là một cái ước vọng chung của tất cả chúng ta. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình khác.